Ford triệu hồi 462.000 xe SUV vì lỗi camera lùi bị màn hình xanh. Camera lùi bị lỗi, Ford đang triệu hồi một lô xe lên tới 462.000 chiếc trên toàn thế giới, trong đó bao gồm các mẫu Ford Explorer và Lincoln Aviator sản xuất trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023 cũng như dòng Lincoln Corsair Corsa từ năm 2020 đến 2022. Phần camera lùi này có liên kết với hệ thống camera 360 độ trên những dòng xe nói trên, phần lớn xe bị triệu hồi được bán ra ở thị trường Mỹ với số lượng 382.000 chiếc. Theo tài liệu từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ, NHTSA, cơ quan này đã liên hệ với Ford vào cuối năm 2021 sau khi họ nhận được những báo cáo đầu tiên về việc người dùng nói họ chỉ nhìn thấy màn hình xanh thay vì hình ảnh quay lại xung quanh thân xe. Trước đó, Ford đã thực hiện một đợt triệu hồi vì lỗi này. Ford đã làm việc với các nhà cung ứng để tìm hiểu vấn đề. Mãi cho đến tháng 12 năm 2022, hãng xe Mỹ mới có thể mô phỏng lại vấn đề đó trong phòng thí nghiệm và trên xe. Được biết, có tới 2.115 báo cáo liên quan tới sự cố nói trên được gửi về từ ngày 30 tháng 11 năm 2022 tới nay. Ngoài ra, Ford cũng cho biết đã có ít nhất 17 vụ tai nạn nhỏ xảy ra do camera 360 không hoạt động ổn định. May mắn là chưa ai bị chấn thương, những xe trong diện triệu hồi sẽ được update phần mềm miễn phí để khắc phục lỗi.